Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Vị trí đầu tiên chính là vị trí ở xưởng cơ khí. Với vị trí này sẽ giúp cho anh em sống dai và có thể là lên được huyền thoại trong chế độ đó là đấu rank tử chiến nha. Ok, thì anh em di chuyển lên phần gác mái. Ở trên này thì các bạn sẽ có một cái góc quan sát vô cùng là tốt, cũng như là khi mà ở trên cao thì các bạn sẽ bắn địch tốt hơn và khả năng ghim tâm vào đầu nó cũng dễ hơn nữa. Phải nói là vô cùng là hữu ích đúng không nào. Thì khi mà anh em bắt đầu trận đấu tử chiến của chúng ta ở ngay xưởng cơ khí, các bạn sẽ cố gắng leo lên thật nhanh cho mình. Và ok, với kỹ năng này thì chuyện anh em 1-4 và có thể là lật kèo trong chế độ tử chiến là một điều vô cùng là dễ dàng. Và với cái góc bắn thế này, khi mà địch chạy lên thì chắc chắn rằng là chúng sẽ gặp rất là nhiều bất lợi. Và thêm nữa thì nguy cơ vỡ đầu của địch rất là cao khi chạy lên, khiến cho chúng phải cân nhắc suy nghĩ. Ngoài ra thì khi mà ở trên này, các bạn sẽ dùng tính năng của For cũng như là Ma Sim để có thể là sống dai hơn cực kỳ đơn giản, cũng như là ở trên anh em có thể là câu những quả lựu đạn xuống. Tiếp theo, một mẹo nhỏ có thể giúp cho đồng đội của anh em có thể là ra ngoài cái rào chắn trong chế độ tử chiến sớm đơn giản thôi. Anh em chỉ cần là cầm lựu đạn mà. Đó, khi mà anh em dí vào người đồng đội như vậy và người đồng đội thực hiện những cái động tác chạy thì ok, có thể là giúp cho những người đồng đội của chúng ta ra ngoài một cách vô cùng là dễ dàng. Để thực hiện được thì các bạn chỉ cần là một quả lựu đạn thôi và anh em phối hợp ăn ý cùng với những người đồng đội của chúng ta đó, để đưa những người đồng đội ra khỏi cái rào chắn này sớm thì nó là một điều vô cùng là có lợi đó. Các bạn thấy hay không ạ? Một cái mẹo vô cùng là hữu ích đó. Và đây, tôi đưa từng người đồng đội của tôi ra ngoài, cực kỳ đơn giản. Các bạn có thể yên tâm đó là với cái mẹo này thì mặc dù là anh em ở cái khu vực nào trên bản đồ thì đơn giản, chỉ cần thực hiện y như thế này thôi thì những người đồng đội của chúng ta sẽ ra được phía ngoài sớm hơn. Đó, một cái thủ thuật vô cùng là hay, vô cùng là hữu ích. Nếu như bạn nào mà chưa nhấn nút like thì hãy nhấn nút like video cũng như là đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin về những cái mẹo chơi game nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh em có hỏi là khi mà sử dụng những cái bung này, những cái mẹo này khi mà chơi game ấy có bị khóa tài khoản hay không? Thì mình xin trả lời là không nha. Đơn giản thì đó chỉ là những cái lỗi từ nhà phát hành đó, chỉ là những cái lỗi từ con game thôi, nên là anh em hoàn toàn sẽ không bị khóa tài khoản nhá. Mọi người hãy cứ yên tâm khi mà sử dụng những cái mẹo này. Đó, hỗ trợ cho anh em leo rank tử chiến rất là tốt, và chuyện anh em lên huyền thoại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tiếp theo đây thì kẹo sẽ chỉ cho anh em làm thế nào các bạn có thể là leo lên mái nhà. Ok, các bạn chỉ cần là dựng đơn giản đó cái bom keo như thế này và có sự hỗ trợ của đồng đội thì anh em có thể là leo lên mái nhà khu vực đảo dừa. Và đây là một cái vị trí rất là tốt, và mình thấy là trong rất nhiều giải chuyên nghiệp thì người ta cũng đã sử dụng những cái mẹo thế này đó, lên nóc nhà. Và các bạn sẽ là một cái người ở trên cao có thể quan sát tốt hơn, là biết rằng là địch ở chỗ nào, cũng như là có thể là bắn headshot dễ hơn. Và với những quả lựu đạn trong tay thì chắc chắn là anh em sẽ là một vị trí vô cùng quan trọng trong team khi mà các bạn trèo lên nóc nhà. Và ở đây nữa thì nó cũng là ngay giữa bo của đảo dừa luôn. Phải nói là đây là một cái góc núp này, cũng như là có thể là một cái góc để giúp cho anh em vừa công này vừa thủ này đó, thực sự là hay đúng không nào. Tôi chắc chắn là anh em ở trên mái nhà thì anh em còn ngán bố con thằng nào nữa. Và đây sẽ là một mẹo vô cùng là hay nha. Đầu tiên thì mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một vài trái bông keo, và đơn giản thôi, anh em sẽ lựa chọn những cái skin bông keo có cái chiều cao thấp nha. Và khi mà anh em mang thêm tính năng của Robo thì đơn giản thôi, đó, nó sẽ tạo ra một cái lớp rào chắn, và khi mà anh em vừa có thể là quan sát địch, anh em vừa có thể bắn được luôn, trong khi thì địch sẽ bắn vào cái rào chắn. Phải nói là đây là một cái mẹo vô cùng là hay và vô cùng là hữu ích nha, giúp cho anh em chiến thắng dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây hoàn toàn không phải là lỗi game mà nó chỉ là một cái tính năng để cho anh em vận dụng vào thôi. Đó, cực kỳ là hay đúng không nào. Nhưng mà anh em cần lưu ý với mình đó là cái rào chắn như thế này thì nó không thể nào mà che chắn tốt bằng bông keo được. Tức là độ bền của cái hàng rào chắn nó sẽ kém hơn. Yo, vào đây tôi sẽ dựng cho anh em. Đó, tuy là cái hàng rào chắn này nó có thể là che chắn cho anh em, nhưng mà cái độ bền của nó khá yếu, nên là mọi người phải hết sức là lưu ý nhá.
Nếu như trong chế độ tử chiến, vòng bo của anh em thu tại khu vực tháp đồng hồ thì đây sẽ là một cái mẹo dành cho các bạn. Đơn giản thôi, vẫn là vận dụng. Thế anh em chuẩn bị cho mình đó là bom keo. Và ok, đây là một vị trí anh em có thể là lên trên này cực kỳ là ngon lành luôn, với sự hỗ trợ của đồng đội. Ok, mình sẽ gọi đồng đội vào hỗ trợ nha mọi người. Đó, thì đơn giản là các bạn phải có sự hỗ trợ từ đồng đội cơ. Còn bình thường thì anh em sẽ không thể nhảy lên được cái bom keo này nhá. Đấy, mọi người thấy không ạ? Thì đơn giản thôi, khi mà có đồng đội thì anh em nhảy lên đầu đồng đội và... Ây, hơi sai. Rồi thì mình cũng đã nhảy được lên rồi. Đó, các bạn ở trên những cái mái nhà này, anh em thấy không ạ? Với mái nhà này thì anh em có thể là bắn được những thanh niên này nhá. Vô cùng đơn giản và chắc chắn là những kẻ địch của anh em cũng khá là bất ngờ vì không nghĩ là anh em có thể là trèo lên được phía này. Chỉ là đơn giản vận dụng dựng mông keo lên tường và anh em có thể là nhảy lên được thôi mà. Vô cùng là dễ đúng không nào, và chiến thắng dễ dàng dành cho anh em. Và đây thì bây giờ sẽ là một cái góc núp dành cho anh em đi. Video ngày hôm nay mình tổng hợp khá là nhiều thứ dành cho các bạn nhá. Đó nên là mọi người đừng tiếc một like cho Si Kẹo nha. Rồi, đây là một cái góc cực hay trong tử chiến nhá. Xin nhắc lại là cực hay nhá. Thì đơn giản thôi, anh em sẽ ra phía này và đó, khi mà các bạn nằm xuống thì địch nó không thấy được, nhưng mà các bạn vẫn có thể là bắn được. Đó, hay không ạ? Một cái góc phải nói là cực kỳ là hay luôn. Và tôi nghĩ rằng là với cái góc này thì khả năng các bạn có thể là cân team squad cực kỳ là dễ nhá, cực kỳ đơn giản. Đó, xương xương thôi thì mình đã hạ gục được 2 kill rồi. Anh em thấy có dễ không ạ? Cũng như là những thanh niên ngồi ở trên này thì cũng sấp mặt với kẹo luôn. Thì anh em có thể là đứng dậy để bắn dễ hơn, và sau khi bắn xong thì anh em lại tiếp tục nằm xuống. Đó, nooper chân chính là đây. Với cái mẹo này thì tôi nghĩ là chuyện anh em lên huyền thoại sẽ là không xa, rất là nhanh thôi. Đó, cực kỳ đơn giản. Yes. Ngoài ra thì anh em có thể là áp dụng ở những cái vị trí khác thì cũng khá là ok luôn. Đơn giản thôi, chỉ cần là nhìn thấy cái nền của xưởng cơ khí. Đó, nó thành bậc thế này thì anh em nằm xuống nó sẽ che toàn bộ người của anh em luôn, trong khi là các bạn vẫn có thể bắn bình thường. Tôi đang tự hỏi rằng là anh em có nên cầm nguyên hẳn một cây sniper chuyên bắn tỉa không ạ? Rồi nhá, và đây sẽ là mẹo cuối cùng trong video này ngày hôm nay nhá. Ok, lúc nãy thì mình đã hướng dẫn anh em đó là khi mà các bạn có thể là chạy lên được cái phần gác mái của xưởng cơ khí. Còn bây giờ thì sẽ là ngược lại. Thay vì lựa chọn phần gác mái của xưởng cơ khí, và anh em đã biết được rằng là địch đã chiếm ở khu trên rồi, thì đơn giản thôi. Rút xa này anh em ạ. Bắn xong thì các bạn tranh thủ rút thêm mấy trang bị ngon ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em khá là tốt luôn trong việc là bắn địch nha. Và anh em sẽ chờ nhá, chờ cho đến khi bo nó thu lại và anh em đã xác định rằng là ở phía trên có người. Đơn giản thôi, lúc này thì anh em sẽ dùng những trái bom keo của mình để anh em chặn địch, không cho địch có thể là nhảy xuống nhá. Đó, đây, và chúng ta sẽ chuẩn bị dựng bom keo lên mái nha. Nhưng mà thật ra thì cái này nó cũng hên xui thôi, không biết là nên chặn địch thế nào. Đây, cứ chặn đại thôi. Đó, thì địch nó sẽ khó di chuyển hơn. Và lúc này anh em ở dưới các bạn sẽ cuốn máu và tích cực quay tay, vận may sẽ đến. Chờ vận may thôi. Ui, win game.